Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận vừa ban hành văn bản gửi đến các tổ chức hành nghề công chứng đề nghị tạm dừng giao dịch, mua bán, chuyển nhượng nhà đối với 4 công ty và 3 dự án, trong đó có dự án khu đô thị du lịch biển Phan Thiết. 3 dự án bị tạm dừng gồm khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2, dự án lấn biển, bố trí sắp xếp lại dân cư và chỉnh trang đô thị phường Đức Long. Việc tạm dừng giao dịch tại 3 dự án trên theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận nhằm thực hiện yêu cầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an để điều tra dấu hiệu sai phạm.